Đấy là mứt ruột luôn cả nhà ơi. Có là mứt ruột này. À, mọi người thấy không? Ui, nó nhiều chứ này. À, bằng cái mặt em nó to hơn cái mặt em đấy nha cả nhà. Cái ruột này, mọi người ơi nhìn này. À, đấy là hạt to nha cả nhà ơi. Này. À, hạt to nhá, 10 hạt như một nhá. Đấy cũng phải là loài đây cũng phải loài nhỏ đó, đây hạt tròn tròn ấy. À, đây là tròn tròn ấy, cái nha là vườn ấy cả nhà ơi. Này. Đà chưa? Đà lắm ấy cả nhà ơi. Này. Ôi ráng này luộc này, làm đủ món luôn ạ. Đây nha cả nhà ơi, đây mọi người thấy không đó. À. À. Mọi người nhìn này nó thấy đấy, nó rung này. À. À, mọi người ơi thấy chưa? Thấy chưa? À. Thấy. Nó rung này. À. Nhớ cả nhà ơi, đó nó rung này. À, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh Camera Hằng GB, cuộc sống thôn quê ở Nhật cũng giống như kênh hải sản mẹ Hằng. Thì hôm nay thì mình sẽ ra vườn nhặt quả hạt dẻ cả nhà, hạt dẻ. Hạt nhưng mà hạt dẻ của Nhật nó to lắm cả nhà ơi. À, để phía sau mình đấy là cái cân hạt dẻ của mình nhá. Thì để mà cái dụng cụ để mà nhặt hạt dẻ thì có những cái gì, bởi vì là cái hạt dẻ là gai của nó rất là sắc là nhiều nên nó đâm rất là đau, nên là cái dụng cụ là mình có thể là một cái số để đựng hạt này, cái kẹp để mình kẹp không mình không bắt tay được, vậy đây là găng tay. À, găng tay và ống đấy, chân đi ống nhá cả nhà ơi. Chân đi ống, phải đi ống chứ, đi ống để mà mình dầm đến cái hạt của nó để cho nó bung ra, cho nó để mình gắp nó đấy, để mình gắp nó mình bỏ vào, chứ bởi vì cái vỏ của nó rất là gai, rất là đau. À, thì bây giờ mọi người đi theo mình để cùng với mình nhặt hạt dẻ nhá. Ôi trời, ba đứa ra nhặt luôn hả? Ba đứa long tóng anh Út này. Xin giới thiệu với cả nhà nè, đây là anh Út, anh à. Anh sau cùng anh xin sao để mượn. À, anh Út á, con vào thì hải sớm là mùa nó chích chích á, mùa nó chích chích á. Ừ. Đấy, con mùa này, con mùa nó chích chích này. Ừ. Đấy, con chào cô chú đi. Để mẹ nhặt ra, nhặt hạt dẻ chiều về vào là mẹ luộc mẹ rang cho mọi người cùng ăn. Rồi bây giờ mời mọi người cùng mình đi. Đấy, ba mẹ con này, cô chú ơi. Con chào mọi người đi. À, con chào mọi người á. À, anh ở nhóm phía sau đang ngã. Con a kêu đi. À, con chào cô chú ạ. À, chúc cô chú và mọi người một buổi sáng tốt lành. Một ngày thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc ạ. À. Muội. Mẹ ơi đi mà đi. Đây mẹ có thấy có con muội không? Muội cũng con muội có không? Đó, đây là con kỹ á. Được nhiều rồi cô chú ơi. Đấy. Chỗ anh nhỏ nhỏ ấy nữa. Ê đây, đây để mẹ nhặt. Nhiều lắm mấy cô chú ạ. Đây rồi này, cô chặt đây rồi này. Đấy. Đấy. Đây là cô chú ơi. Đây. Đà lắm mọi người ơi. Đây.
nha cả nhà ơi, này đây này, bây giờ là mình à, mình khui nó ra này ơi. Đấy cả nhà này, ơi kính chưa được à. Ồ, được nhiều rồi cả nhà ơi, này. Đấy, bây giờ là mình khay ra đó. Đấy, mình khay ra này, ơi to chưa, ui chà cả nhà ơi, quả này to chưa này. Ồ, đã chưa. Ồ, được chưa nào. Đấy, khỏe lắm cô chú ơi. Bọn nhỏ nhỏ thế à, ham chơi thôi. Đi rồi. Đã quá mọi người ơi. Sờ chiều một trưa mưa cả nhá, nên là hôm đi à, mình ra mình hái sớm ý, nên là mùi hơi nhiều cho bọn, nên là xịt mùi cho bọn nhỏ nhỏ rồi à, mình sờ mưa đó xuống ấy, xong thậm nữa là mình nó rớt là mình phải hái liền chứ không à, để là những con sâu con bò con chim chóc của chim nó ăn hết, nên là mình phải. Cả nhà có nhìn thấy không ta? Này này. Bây giờ mình lấy cái chân mình đạp đấy. Hồi là tí nữa là vào mình khựa cũng được mà mình không khựa cũng được, nếu mà khựa thì nó đẹp hơn, nó nhanh chín mà nó ngon hơn, thì vào là tí nữa là có cái giá mà khựa riêng như thế này các cả nhà. Mình vào mình khựa xong rồi mình luộc. Mình luộc sơ quá xong rồi bắt đầu mình rang. Mình rang thì nó ngon hơn, nó có cái mùi thơm nhiều hơn. Đây là cái cân hạt dẻ nha cả nhà ơi. Đây, đây là quả hạt dẻ này. Bởi vì là mình để cho nó rụng hết á, để cho nó rụng nhiều bắt đầu mình mới nhặt. Đây, đây nha cả nhà ơi, cận cảnh đây là cái hạt dẻ này. Đó. Rất là nhiều nha cả nhà ơi, nhưng mà nó rụng hết rồi này. Đây mình sẽ quay cận cảnh cho cả nhà xem này. Đó, đây mọi người thấy chưa, giống như cái quả này nó bị nở và nó bị bung ở trên cây luôn này. Đó là cái quả này này. Đấy nha cả nhà nha, đấy là quả hạt dẻ đây này cả nhà này. Nhìn bên ngoài là nó giống nó xanh ấy, thì nó giống như cái quả chùm chùm của Việt Nam mình ấy cả nhà. Nhưng mà thực chất là không phải. Đây là cả nhà nha. Cái quả này nó chín nó bung này đó, mọi người thấy không? Đó, nó bung rồi, nó chín rồi. Mấy cái quả này nó rớt cái cả nhà này. Bây giờ là mình đi nhặt đó, nó đây cái cả nhà này. Đấy, giống cái quả này nữa. Đây, đấy, nó bung hết, nó rớt chứ đó. Chỗ này khoát gió nó rụng đây cả nhà ơi này. Khoát gió nó rụng này. Bây giờ là mình sẽ đi nhặt lấy nha cả nhà. Đấy, mình bây giờ mình sẽ đi nhặt lên này. Đó, giống như mình đây, đây nha cả nhà ơi, đây. Ui. Mọi người nhìn thấy không? Nó to. Hạt dẻ bên Mỹ là to hơn hạt dẻ bên Việt Nam mình đấy cả nhà. Ui, to chứ này. Cả nhà ơi, đài chứ này. Đấy, con này quả nó giống nhiều. Vì chứ nó ăn ui, đài chứ này. Đấy, cả nhà ơi. Bây giờ là mình gì? Bởi vì là cái tạ như cái gái nó kín lắm cả nhà. Đấy, mình phải đeo ống ra mình dùng này. Mình phải lấy cái. Đó, mình phải dùng. Để có cái đôi ống như thế này nó nó được đấm mình ấy, với cái gái của cái tại này nó sắc, nó bẹt lắm, người cả nhà ơi, đà quá đi. Nắm lên nó không được nhiều giống như mọi nắm ấy cả nhà. Quá cho mọi người xem này. Đấy. Bây giờ mình lại chay, mình đặt mình khựa chân văng ra. Đó, xong mình cái kẹp này. Đó, cái kim đó. Đó, cả nhà, đó. Đó, cả nhà ơi. Đặt chưa này. Đây là cái cân hạt dẻ nha cả nhà ơi. Đây, đây là quả hạt dẻ này. Bởi vì là mình để cho nó rụng hết á, để cho nó rụng nhiều bắt đầu mình mới nhặt. Đây, đây nha cả nhà ơi, cận cảnh đây là cái hạt dẻ này. Đó. Rất là nhiều nha cả nhà ơi, nhưng mà nó rụng hết rồi này. Đây mình sẽ quay cận cảnh cho cả nhà xem này. Đó. Đây mọi người thấy chưa,
Dạ, cái quán này nó bị nở và nó bị bung ở trên cây luôn này. Đó là cái quán này này. Chỗ này khuất gió nó rung này cả nhà ơi này. À, khuất gió nó rung này. Đó. Bây giờ là mình sẽ đi nhặt lên nha cả nhà. Đấy, mình à. Bây giờ mình sẽ đi nhặt lên này. Đó, giống như mình à. Đây, đây nha cả nhà ơi, đây. Đó. Ôi. Đó. Mọi người nhìn thấy không? Ồ, nó to to hạt dẻ bên này là to hơn hạt dẻ bên Việt Nam mình ấy cả nhà. Ôi to chứ này. Cả nhà ơi đài chứ này. Đấy, con này quả nó dễ ông kìa. Bị chim nó ăn. Ôi đài chứ này. Đấy, cả nhà ơi. À. Đấy, bây giờ là mình kìa. Bởi vì là cái tạ này là cái gái nó kín lắm cả nhà. Đấy, cái đấy, mình phải đeo ống nó mình dầm này. Mình phải lấy cây. Đó, mình phải dầm. Để có cái đôi ống như thế này là nó đỡ đấm mình ấy, với cái gái của cái trại này là nó sắc, nó bẹt lắm. Ôi cả nhà ơi đà quá đi. Năm đây nó không được nhiều giống như mọi năm ấy cả nhà. Quay cho mọi người xem này. Đấy. 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 Bây giờ mình lại chay. Mình đặt cho mình khửa cho văng ra. Đó. Đó, xong rồi mình lại cái kẹp này. Đó, cái kim. Đó. Đó cả nhà. Đó. Đó. Đó cả nhà ơi. Đó chứ này. Đó. Đấy nhá cả nhà ơi. Đã chưa này. Bởi vậy này là ở vườn mình nhá cả nhà. Ở vườn mình ở năm nào để mua cho mình à. Mình cũng nhặt hết. Đó. Ui, cái chỗ này là hàng bên nó khuất gió cả nhà ơi. Nó khuất gió ấy. Đấy, nó rụng ra nhiều lắm. Đấy. Đấy. Đây, mọi người ơi nhìn đẹp như này. Qua bên Nhật tôi như mới được trải nghiệm nhiều thứ nó không không giống như Việt Nam mình ấy. Này nó rượt ra này. Đó cả nhà. Đấy. Đây là cả nhà ơi. Đấy, đây là cả nhà ơi. Mình để chân mình dầm lên này. Đấy. Đấy. Con kia cẩn thận nha con. Mama cửa ra tàu ra. Ừ, ra cái bắt cháu chỗ về mẹ con bò thế cô chủ ạ. Con phải cẩn thận nha. Cẩn thận chứ không là muối đấy. Đấy, được tưng lên cô chủ này. Nhiều lắm đấy cô chủ ạ.
em đi cào 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 bươi bươi à. Đấy. Xong rồi vào là mình luộc. Mình luộc xong rồi mình rang cái thứ. 28 nó chiều rồi rủ là bẹo rồi đi lên núi hái tiếp, nhặt tiếp. Tầng cho cũng nhiều rồi cả nhà. Em rang ra em nhặt thêm một tí nữa rồi vào cho bọn nó đi học. Xong rồi trưa trưa chiều chiều là hai vợ chồng lên trên rủ. Lên trên rủ nhặt tiếp, hái tiếp. Đấy, phải dầm dầm cả cái ống cao cao chứ không à. Nó dầm nó cửa bao nó rất là đau. Mẹ mẹ cái quán này nó rớt cái cả nhà này. À, bây giờ là mình đi nhặt đó, nó đây đây cả nhà này. À, đấy dẫm cái quán này nữa. Đấy nhiều cả nhà ơi. Bây giờ là mình sẽ nhặt ra cái quán nào mà bị xấu thì mình sẽ bị vứt. À, vứt ra, còn cái quán nào đẹp thì mình nhặt mình lấy. Đấy bây giờ là mình cũng đi nhặt cái quán nào mà nó rụng trước thì mình nhặt trước. Xong rồi giờ cho bọn nữ nó đi học thì chiều mình ra mình rụng cái mình nhặt ra nhặt tiếp đó. Mọi người ở phía dưới nó rất là nhiều. Bây giờ thì mình chỉ hãy và nhặt trước một ít. Bây giờ là bọn nhỏ nhỏ bây giờ ra cho mấy đưa con nó vào đi học đã. Xong rồi trưa chiều rồi mình ra mình hái tiếp. Lát nữa thì về lao béo về thì rủ lao béo lên trên đồi ấy cả nhá, lên trên đồi lên trên núi nhặt thấy nhiều lắm, lên trên đồi lên trên núi nó rụng ở rụt rất nhiều lắm, quả to nhỏ gì cũng có này. Đây bây giờ mình quay ra cái chỗ này ở giữa cái góc này cái tán này cho mọi người xem. Chờ mấy đứa cái chăng mấy đứa nhỏ nhỏ đang chơi ở đâu kia kìa đó. Bây giờ mình quay lại lên cái góc này mình hái, mình nhặt lên cái góc này. Phía đang đây là một số luôn cả nhà ơi, đây là một số luôn nhá này. Ui mọi người ơi nhìn lại thì là đây là một số luôn nhá. Này, cả nhà ơi. Ui. Đây là cả nhà ơi, to hạt to lắm nhá cả nhà, hạt rất là to. Này, vĩ đại chưa? Cả nhà ơi vĩ đại chưa? Đây là hạt to chứ không phải hạt nhỏ nhá cả nhà. Đây là một rủ luôn cả nhà ơi, có là một rủ này. Mọi người thấy không? Ui, nó nhiều chứ này. Bằng cái mặt em nó to hơn cái mặt em nha cả nhà. Cái rủ này mọi người ơi nhìn này. Đây là hạt to nha cả nhà ơi. Này, hạt to nhá, 10 hạt như một nhá. Đấy cũng phải là loài đấy cũng phải loài nhỏ đâu. Đây là hạt tròn tròn ấy. Đây là tròn tròn ấy, cái nhà là hơn ấy cả nhà ơi. Này, cà chua đà lắm ấy cả nhà ơi. Ôi rang này luộc này làm đủ món luôn á. Đây là hai size khác nhau nha cả nhà. Đây size này là bé này. Cái hạt này nó to hơn đó, mọi người nhìn không. Nhìn nó khác hẳn nha cả nhà đó. Loại này là loại to nhá, ở loại nhỏ thì em không ăn không nhặt. Đấy đà đời luôn cả nhà ơi. Ôi làm nó một rổ này đà đời. Đấy nhiều cả nhà ơi. Bây giờ là mình sẽ nhặt ra cái quán nào mà bị xấu thì mình sẽ bị vứt. Vứt ra, còn cái quán nào đẹp thì mình nhặt mình lấy. Bye bye cả nhà nha. Bây giờ thì em bắt đầu vào rửa sạch và luộc nha cả nhà. Luộc xong rồi mình sẽ rang. Đấy, sau đó mình sẽ khửa khửa đến cái đầu thế này. Để mà luộc, để mà mình bóc mình ăn cho nó dễ. Đã lắm cả nhà. Bye bye. Bây giờ mình vào mình luộc nha.